Thưa quý vị và bà con, hiện nay nông dân tỉnh Đắk Lắk đang thu hoạch mía niên vụ 2023-2024. Năm nay mía được mùa được giá, tuy nhiên việc thu hoạch diễn ra chậm, nhiều nơi thu chưa đạt 30% diện tích bởi thiếu phương tiện vận chuyển. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hàng năm, vụ thu hoạch mía ở Đắk Lắk bắt đầu từ tháng 12 và kết thúc vào giữa tháng 3. Tuy nhiên năm nay, do khó khăn trong khâu vận chuyển nên việc thu hoạch kéo dài, điều này đã ảnh hưởng đến năng suất và tiến độ vụ tiếp theo. Hiện tại khó khăn là cái tình hình vận chuyển là đang siết chặt cái tải trọng, nên hiện tại là số lượng xe là chở ít hơn so với mọi năm. Do trên địa bàn không có nhà máy chế biến mía đường, nên mía sau khi thu hoạch phải vận chuyển đến nhà máy đường 333, cách vùng nguyên liệu mía 30 km, hoặc phải vận chuyển đến nhà máy đường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, với khoảng cách gần 100 km. Nhiều chủ xe không mặn mà bốc hàng, khiến nhiều ruộng mía chặt xong từ 3 đến 5 ngày, nhưng vẫn không có xe đến chở. Năm nay là chặt ra có thể có khéo là phơi đến tận 5-7 hôm thì mới bốc được hết ruộng mía. Đối với các cái đơn vị công ty mía đường mà đã ký kết với vùng nguyên liệu của bà con thì phải tăng cường cái đầu xe, làm sao là khẩn trương để thu hoạch mía cho bà con cho nhanh để đảm bảo cái thời vụ. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 13.000 hectare mía. Năm nay được mùa được giá, nhưng người trồng mía cũng lo lắng khi chi phí sản xuất, phân bón, nhân công, phí vận chuyển tăng cao. Để người dân gắn bó lâu dài với cây mía, các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đang rà soát, xem xét để xây dựng những kho bãi, nhà máy đường tại các vùng nguyên liệu nhằm giảm bớt chi phí trong khâu vận chuyển.